Xin chào các bạn, quay trở lại với video ngày hôm nay nhé. Thì mình sẽ hướng dẫn mọi người đăng ký nhận airdrop của cái con Atoshi này. Và mỗi một tài khoản khi các bạn mới đăng ký thì nó sẽ tặng cho chúng ta là 25.000 Atoshi, và tương đương với chúng ta sẽ nhận được khoảng 17 đô la theo giá hiện tại nhé. Rồi bây giờ làm sao để chúng ta có thể đăng ký để nhận được cái Atoshi này? Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người vào đăng ký luôn nhé. Bạn hãy sử dụng đường link ở dưới phần mô tả của video, sau đó thì bạn dán lên trình duyệt website giúp mình như này. Ở đây chúng ta cần có những cái thông tin để chúng ta cần phải là đăng ký tài khoản. Một là các bạn hãy nhập cho mình email này. Sau đó thì các bạn hãy bấm vào phần send này. Chúng ta mở email các bạn vừa khai báo ở đây xong, chúng ta lấy cái mã coder chúng ta nhập vào đây. Dòng thứ ba thì chúng ta sẽ nhập cho mình cái mật khẩu, và đến ô thứ tư này, các bạn nhập lại mật khẩu cho mình một lần nữa hai cái ô này. Và ô này là giống nhau nhé, set login password và confirm login password là giống nhau này. Và cái in này thì chúng ta sẽ để nguyên bởi vì nó sẽ theo cái đường link rồi. Phần này thì chúng ta sẽ lựa chọn quốc gia nơi mà nước sở tại chúng ta đang sinh sống. Ví dụ ở Việt Nam thì chúng ta sẽ lựa chọn Việt Nam, còn ở Argentina thì chúng ta để nguyên nhá. Đó thì các bạn hãy bấm dấu tích vào đây. Còn cái quy tắc nhập mật khẩu thì các bạn sẽ nhập theo cái quy tắc như này thì giúp nó sẽ bảo mật hơn này. Các bạn sẽ viết chữ in hoa này, rồi đến chữ thường, rồi đến số và đến ký tự đặc biệt, thì đấy là cái quy tắc nhập mật khẩu là khá là bảo mật. Rồi đến những cái thông tin vừa rồi, đến đây thì chúng ta bắt đầu bấm vào cái phần sign up này nhé. Bấm vào phần sign up có nghĩa là cái quá trình chúng ta đăng ký đã thành công, đã ok rồi. Đối với con app này thì nó có một cái là khác hơn so với những cái dự án khác, thì sau khi bạn đăng ký xong thì chúng ta sẽ tiến hành là tải cái app này. Đấy, đăng ký đây, sign up. Sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành tải app về. Và app này thì nó đang chỉ mới chạy ở trạng thái là APK thôi. App APK nhé. Với app APK thì ở đây chúng ta sẽ bấm đây. Nó có hai app, đó là app về Satoshi thì app Atoshi thì chúng ta sẽ chọn cái app này. App thứ hai là app Detox vẫn nằm trong cái dự án này. Thì app của Atoshi thì giúp các bạn sẽ khai thác được cái đồng Ato này. Còn cái app mà Detox này thì nó là một cái app dành cho mạng xã hội của cái dự án này, và trong đó nó có những cái loại video ngắn thì các bạn có thể lên đây chúng ta sử dụng cái app này. Nó giống như những cái mạng xã hội khác, tuy nhiên là cái số lượng người dùng thì nó sẽ chưa được nhiều như những cái mạng xã hội khác. Bởi vì nó xây ra cái mạng xã hội đặc thù này để nó phục vụ cho cái lợi ích của cái dự án này, và giúp các bạn có thể kiếm được tiền từ cái dự án này cũng như từ cái app này. Vì vậy các bạn có thể sử dụng nó và để chúng ta có thể là sáng tạo những nội dung, những content để giúp các bạn có thêm nguồn cái quyền lợi cũng như nguồn lợi ích từ cái việc sử dụng app mà Detox này. Còn ở phần invest thì là chúng ta sẽ tìm hiểu về những cái liên quan đến những cái đối tác đầu tư ở testnet, thì là app này nó đang đang trong quá trình chạy testnet rồi nhá. Đấy, có rất nhiều thông tin khác để chúng ta sẽ tìm hiểu, tuy nhiên là nó mất khá nhiều thời gian, thì các bạn sẽ chủ động tìm hiểu giúp mình vì app này nó cho chúng ta hoàn toàn miễn phí. Thì chúng ta có thể bấm vào get phần a tốt này để chúng ta sẽ tìm hiểu những cái thông tin khác. Thì nó thiết kế là ngôn ngữ về lập trình, nó là ngoại ngữ đó, tiếng Anh hoặc là tiếng Trung. Thì các bạn có thể sử dụng cái trình duyệt Chrome, chúng ta bấm chuột phải vào này để chúng ta sẽ dịch nó sang tiếng Việt nhé. Thì ở cái này trình duyệt mình đang ở Firefox cho nên nó không có, còn trình duyệt Chrome thì nó sẽ có phần dịch tiếng Việt này. Thì giúp các bạn có thể đọc ở những cái ngôn ngữ là hiểu được ở đây. Đấy là đối với những bạn mà những người mà có nhu cầu tìm hiểu sâu. Thế còn đối với cái dự án này thì được lên những cái tờ báo này, đây những cái tờ báo này được lên tin tức này. Bên cạnh đó thì mình sẽ vào cái phần tài khoản trên Twitter. Thì Twitter hiện nay đang có là 15.000, hơn 15.000 người theo dõi. Và cái tài khoản này thì nó được ra đời từ năm 2018 cơ. Như vậy nó khá là lâu rồi. Nhưng có lẽ là cái việc marketing cũng như là từ cái dự án này nó không được bùng nổ lắm, và dẫn đến thời điểm này với chỉ có hơn 15.000 người. Và một cái tài khoản rồi, đấy là cái tài khoản Twitter để các bạn có thể liên hệ. Và đối với cái đồng Atoshi này, về công nghệ thì mình không nói, nhưng mà về cái ứng dụng của nó
Thì Atoshi này nó có một cái ứng dụng, đó là giúp các bạn có thể sử dụng cái đồng tiền Atoshi này để thanh toán này, mua bán trao đổi các loại hàng hóa nhé. Đây này, đây này nhá. Nó sẽ sử dụng các bạn mua bán trao đổi hàng hóa được. Đấy, thì nó đang xây dựng, đang thiết lập. Thế còn nội dung cụ thể như thế nào thì chúng ta có thể tìm hiểu sâu bằng cách chúng ta đọc chi tiết trong này. Đây là Amazon eBay này, cũng là dạng thương mại điện tử từ cái nó đang liên kết với mô hình này nhá. Đấy. Thì đấy là một trong những cái mà ứng dụng thực tế thực tiễn nhất của đồng Atoshi này. Rồi còn những cái chi tiết khác thì nó mất khá nhiều thời gian thì mình không chia sẻ cho mọi người. Thì trong cái thời lượng video ngắn như vừa rồi, vì mình vừa hướng dẫn mọi người là cách đăng ký tài khoản này và tìm hiểu một chút thông tin về cái đồng Atoshi này. Còn về những cái công nghệ khác thì các bạn thấy là nó cũng khá là phong phú đây, khá là chi tiết từ những cái này nhá. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu qua một chút thôi. Còn bây giờ thì chúng ta tập trung vào cái việc là đăng ký tài khoản và hàng ngày chủ động khai thác. Và phần tiếp theo đó là phần sử dụng cái app Satoshi này như thế nào. Thì bây giờ rồi sau khi bạn mà đã đăng ký được tài khoản rồi, bạn mở app lên thì bạn sẽ nhìn thấy giao diện của cái app Atos này nó như thế này nhé. Thì ở mục trang chủ nó sẽ hiển thị cho bạn những cái thông tin ví dụ như account này. Đấy. Hoặc là Atos bonus này. Lâu quá. Rồi cái phần đấy không quan trọng. Đây thì một vài những cái thông tin khác thì các bạn có thể tự các bạn vào đây các bạn tìm hiểu cho mình nha. Thì đây là cái quá trình khai thác này, những cái nút tiền vàng này. Bây giờ nhận này, nhận này, nhận này, nhận này. Đấy. Thì cứ hết thời gian này để chúng ta vào đây, như là cái này là đồng tiền này là 1 giờ này. Rồi nhá, thế thì khoảng 12 giờ thì các bạn sẽ bấm vào cái vòng xoáy xoáy này. Bấm vòng xoáy xoáy này nhá. 12 giờ. Rồi còn những cái phần để đi tốc này, shop này, hay web này, game này thì các bạn sẽ vào các bạn tham khảo tìm hiểu cho mình. Cái shop này thì giúp chúng ta có thể trao đổi mua bán hàng.